ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu, bữa chiều hôm nay trong khóa tu một ngày an lạc và xuất gia gieo duyên, tôi dành trọn thời gian 70 phút cho vấn đáp. Ngày Chủ nhật hôm nay đó, thì các giới tử Sa Di, Sa Di Ni và Bát Quan Trai Giới đó tu học chung với một phần nữa các Phật tử khóa tu một ngày an lạc. Vì sinh hoạt tu học chung cho nên cơ hội đặt câu hỏi đó cũng là bình đẳng, 50% dành cho các vị gieo duyên xuất gia và 50% dành cho các Phật tử ngày an lạc. Để định liệu được số câu hỏi đó và trả lời hoặc là ngắn hoặc là vừa hoặc là dài, quý vị thử giơ tay, ai có những thắc mắc cần được giải đáp trong chiều hôm nay thì giơ tay lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy cùng chư vị đại đức tăng ni cùng các hành giả đồng tu. Con là Phật tử Pháp Danh Thiện Năng. Con xin có hai câu hỏi xin được nêu ra nhờ thượng tọa giảng sư giải đáp thắc mắc giúp. Giờ mỗi người một câu thôi, ưu tiên câu nào đặt câu đó thôi. Dạ, câu con xin đặt câu hỏi là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn có một đoạn kinh nói rằng là một người bị nạn khổ như là gặp nước trôi, lửa cháy, gặp quỷ la sát, hay là gặp gông cùm tù tội. Khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu của Ngài, thì sẽ được thoát khỏi những khổ nạn này. Xin Thầy giải đáp ý nghĩa của câu kinh này, theo đúng với tinh thần của giáo lý nhân quả và nghiệp báo của đạo Phật. Dạ con xin hết. Ở đây có ai bị nạn cháy nhà, cháy phòng kho, cháy vật dụng giơ tay lên. Không có thì may mắn. Đọc kinh điển Đại Thừa đó, nhất là Đại Thừa giai đoạn sau, chịu ảnh hưởng bởi các tập tục tín ngưỡng, chúng ta không nên hiểu câu kinh, đoạn kinh, trang kinh theo nghĩa đen. Trong 28 phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, Phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm được biên tập sau cùng, trễ hơn các phẩm khác đôi lúc 3-4 thế kỷ. Vì là phẩm được thêm vào sau, nội dung của Phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm á không phù hợp với 4 chủ đề chính của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến,
ngộ Phật tri kiến và nhập Phật tri kiến. Cùng với phẩm phổ môn còn có phẩm Đà La Ni, đó là những phẩm nói về thần chú, biên tập rất là về sau, sau đến vài 300 năm. Điều đó cho thấy là khi ảnh hưởng của tín ngưỡng đó vào trong Đạo Phật Đại Thừa đó, những bài kinh có triết lý cao, khai thị tiềm năng giác ngộ, chỉ rõ tiềm năng giác ngộ, minh chứng tiềm năng giác ngộ, trải nghiệm tiềm năng giác ngộ và chứng đắc tiềm năng giác ngộ đó, đã bắt đầu được chia sẻ bởi các thực tập mang tính tín ngưỡng mà vốn không phải của Đạo Phật gốc. Triết lý kinh Phổ Môn không phải nằm ở những câu cầu nguyện nêu trên, và cũng không phải là những mầu nhiệm đạt được từ sự cầu nguyện đó. Phẩm Phổ Môn giới thiệu một cách rất là nhẹ nhàng những học thuyết quan trọng của Đại Thừa, nhưng ít khi được khai thác đến, như là học thuyết ngũ quán, học thuyết ngũ âm, học thuyết vô sở úy, học thuyết độ sinh qua 32 ứng thân, và học thuyết quán tự tại. Các mô tả về cầu nguyện và tính mầu nhiệm đạt được từ nó đó chiếm trên 70% nội dung của kinh Phổ Môn. Và tôi cho rằng đó, đây là phần phương tiện nhằm giúp đỡ cho những người có nguồn gốc khác tôn giáo hoặc là chịu ảnh hưởng bởi các tôn giáo khác đó, trước khi hoặc đã là Phật tử rồi, thì nhằm giúp cho những người đó tiếp tục gắn kết với Đạo Phật Đại Thừa. Quy luật nhân quả theo Đức Phật nói trong kinh điển Nguyên Thủy bằng Pali, kinh điển A Hàm có nguồn gốc Sanskrit tương đương, kinh điển Đại Thừa giai đoạn đầu, giai đoạn phát triển là nhất quán với nhau. Có nghĩa là sự cầu nguyện và tính mầu nhiệm không thay thế được bản chất của nhân quả. Nghĩa là nhân quả chi phối toàn bộ sự vận hành của vũ trụ này. Cho nên khi đọc Phẩm Phổ Môn nói riêng và một số kinh điển Đại Thừa giai đoạn phát triển hậu kỳ có dấu ấn của tín ngưỡng đó, thì quý vị đừng quan trọng về phương diện mầu nhiệm đó. Như đã nói, chỉ là một phương tiện để dẫn dắt những người mới bắt đầu vào đạo thôi. Và cái gì là phương tiện? Cái đó không mô tả chân lý. Chân lý Phật giáo đặt trên nền tảng của thuyết duyên khởi, thuyết nhân quả, thuyết vô ngã, thuyết vô thường, thuyết chuyển nghiệp, sanh tử luân hồi, và bát chánh đạo để kết thúc con đường sanh tử đó. Cho nên cố gắng học tập rồi thực tập trên nền tảng nhân quả này, thì lúc đó đó, đứng trước hiện thực vô thường với gì biến đổi, mà nặng nhất là sự chết chóc, sự ly tán, sự hòa diệt, sự tổn giảm, sự tổn thất, v.v. Người tu học Phật đó sẽ thực tập vô ngã. Theo Đức Phật đã dạy, cái này
không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Thì tự động á, chúng ta sẽ thoát ly khỏi các nỗi khổ niềm đau do chấp vào tính sở hữu về những gì, những ai liên hệ đến cuộc đời của chúng ta. Cái tiến trình thực tập được Đức Phật dạy gồm có 3 bước: vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường là bản chất của hiện thực, lửa cháy, nước trôi, rồi chết chóc, quạnh tử, vân vân. Nó đều là những cái biểu đạt của vô thường. Thì người không có tu sẽ rơi vào trạng thái thứ hai là khổ, tức là đối diện trước vô thường. Thì nỗi khổ niềm đau do tiếc nuối, do chấp dính, do kỳ vọng nhiều, do thiếu nỗ lực nhân quả sẽ làm cho đó những người đó chìm vào trong sầu bi khổ u não. Người tu học Phật đó, để vượt qua được cái trạng thái khổ do vô thường mang lại thì thực tập vô ngã, để không đánh đồng những cái đã mắc, đang mắc do vô thường á là sở hữu của tôi. Thì từ đó đó nỗi khổ niềm đau không tồn tại lâu dài, nên có cơ hội đó, đó là giải tỏa khỏi cõi tâm. Nhờ đó đó chúng ta trở thành đó, là một người là điềm tĩnh trước các biến cố diễn ra trong đời của mình. Đó là sự thực tập được Đức Phật dạy rất sâu sắc. Đang lúc thực tập vô ngã trên những sự tổn thất đó, có lúc chúng ta bị yếu về phương diện cảm xúc, cảm thấy mất tự tin, và thậm chí một số người rơi vào trầm cảm, nghĩ rằng là mình trở nên bất lực, bế tắc. Quý vị có thể sử dụng phương pháp hỗ trợ, đó là cầu nguyện với lòng thành, để chúng ta có cảm nhận rằng là nỗi khổ niềm đau của mình được Phật lắng nghe, được các vị Bồ Tát biết. Và do đó sự nỗ lực của chúng ta là không đơn độc một mình, ít nhất các bậc thầy tuệ giác của chúng ta đó cảm nhận được và hỗ trợ tinh thần. Để nương vào sự cầu nguyện mang tính trị liệu tâm lý đó đó, quý vị phấn đấu giải quyết các vấn nạn, dầu không trọn vẹn được 100% do tác động của nhân quả, ít xa đó quý vị xử lý được cảm xúc khổ đau để vượt qua được các bế tắc. Mời câu hỏi khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hòa Thượng, kính thưa Đức Tăng Ni và các Phật tử. Con có một câu hỏi là con ít thấy các thầy cô nói về cái việc tập luyện cho cơ thể. Có lẽ vì là mình thực hành theo đạo Pháp là vô ngã, cơ thể không phải là mình. Nhưng mà nếu mà con thắc mắc là nếu mà không có trong thời gian tu tập, trong cái quãng đời tu tập, con ít thấy các thầy cô nói về luyện tập cho cơ thể khỏe để mà thực tập tốt hơn, thì con không biết cái đó nó có khoa học không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong kinh Tứ Niệm Xứ thuộc Trung Bộ, Đại Niệm Xứ thuộc Trường Bộ, kinh Thân Hành Niệm thuộc Trung Bộ, kinh Nhất Dạ Hiền Giả thuộc Trung Bộ, Đức Phật đều khích lệ các vị tăng sĩ đó thực tập thiền đi, thiền ngồi. Thiền nằm chỉ áp dụng khi đi ngủ thôi, thiền đứng là hầu như không có tình huống áp dụng. Những hướng dẫn của Đức Phật về thiền đi rất là chi tiết. Những cái động tác co chân lên, đặt chân xuống, từng bước đi nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi.
được hiểu là vận động thân trong chánh niệm. Mỗi buổi sáng theo truyền thống của Đức Phật đó, các vị xuất gia đều cầm một bình bát đi thiền hành ngang qua các ngã đường, tạo điều kiện cho người tại gia phát tâm cúng dường. Có khi đi một tiếng, có khi hai tiếng, miễn là trước 12 giờ. Sau đó ngồi xuống ăn các thực phẩm được tiếp dẫn một cách không phân biệt. Lối sống này về bản chất đó, giúp cho các vị tăng sĩ đó, giải phóng được rất nhiều các bệnh tật. Vì vận động toàn thân đó, vài tiếng đồng hồ một ngày thông qua thiền hành vượt xa giá trị sức khỏe của bách bộ. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật giới thiệu khái niệm phản thực kinh hành. Sau khi ăn cơm, các vị tu sĩ đi kinh hành từng bước thảnh thơi. Kinh hành và thiền hành là giống nhau, do cái dịch từ khác biệt thôi. Tức là làm chủ chánh niệm khi đi thì gọi là thiền hành hay là kinh hành. Hiện nay thì các tăng sĩ tại chùa Giác Ngộ sau khi ăn trưa đó là đi thiền hành trung bình 15 phút từ dưới tầng trệt lên đến chánh điện và đi 3 vòng. Nếu trong thời hiện đại này đó, các tăng sĩ đại thừa mỗi ngày ăn 3 cử, mỗi cử đều có 15 phút thiền hành, thì chí ít một ngày đã có 45 phút thực tập thiền trong đi đã. Và trong thời khóa của một ngày có trung bình 1 tiếng để ngồi thiền, làm chủ chánh niệm và hơi thở ra vào đó, thì cái đó cũng là thực tập đó, mang lại giá trị sức khỏe và có khả năng trị liệu các chứng bệnh trên cơ thể. Ngoài những thực tập gắn liền với truyền thống Phật dạy, trong văn bản luật được Đức Phật ban hành cũng như là hiến chương của các giáo hội, chưa bao giờ không cho phép các vị tăng sĩ đó hỗ trợ sức khỏe bằng các phương pháp tập luyện khác, bao gồm yoga, thái cực quyền, khí công, võ thuật và thể thao. Cho nên mỗi người tùy theo sở thích có thể chọn lựa thêm những thực tập hỗ trợ cho giá trị sức khỏe. Để gắn kết với Phật giáo và có một sự vận động toàn thân đó, thì các tu sĩ muốn giữ được sức khỏe tốt đó, mỗi ngày lại trung bình 50 lại. Và lại theo khí công đó, chân hình chữ bát nhíu hậu môn lại khi hít hơi thở vào, và khi trán tiếp xúc với mặt đất thở ra một hơi thở thật dài, mở hậu môn ra, đứng dậy theo cách thức là hai gót nó nâng toàn cơ thể lên, thì tôi tin rằng đó là sự lại theo phương pháp điều trên đó sẽ mang lại giá trị sức khỏe rất lớn, và không cần phải tập thêm các cái phương pháp thể dục khác. Nếu có thiền tọa chánh niệm, thiền hành chánh niệm, lại Phật chánh niệm, một ngày như thế là 3-4 lần có thực tập vận động toàn thân là quá đủ tốt cho sự duy trì sức khỏe, khỏi bệnh. Dĩ nhiên cũng có một số tự viện không quan trọng đến việc thực tập nêu trên. Cái lẽ phát xuất từ tình huống này đó, Thiếu Lâm Tự ở Tung Sơn của Trung Quốc lập ra trường phái võ thuật mang tên chùa là Võ Thiếu Lâm. Và vì nó là một truyền thống mới chưa từng có ở bất kỳ quốc gia Phật giáo nào,
để được cộng đồng Phật giáo Trung Quốc thừa nhận đó. Từ người sáng lập ra võ Thiếu Lâm của Trung Quốc đó, phải phương tiện gắn kết nó với tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, tổ thứ 28 của Ấn Độ, người Ấn Độ, và là tổ đầu tiên của Trung Quốc ở tại Trung Quốc. Việc gắn kết phương tiện này đó đã làm cho người ta dễ dàng chấp nhận phương pháp và võ Thiếu Lâm, vì nó có nguồn gốc từ Ấn Độ, mà Ấn Độ đã truyền qua Trung Quốc, chỉ có việc tiếp nhận thôi và truyền bá đó thôi. Cái đó có thể là nhằm mà đi ngược lại cái thái cực mà các tu sĩ gần như là không có vận động toàn thân, dễ phát sinh các bệnh tật. Hiện nay thì võ Thiếu Lâm có chỗ đứng khá vững vàng trong thị trường võ thuật quốc tế. Và mỗi năm vào 3 tháng mùa hè đó, con cháu của các quan chức, của các đại gia, của các nhà tri thức đó, thường được gỡ đến học đạo và học võ Thiếu Lâm tại núi Thiếu Lâm để rèn luyện thiền, rèn luyện sức khỏe. Và hiện nay đó thì võ Thiếu Lâm đã có mặt khắp toàn cầu rồi. Vị sư trụ trì hiện tại của võ Thiếu Lâm đó, tốt nghiệp và thạc sĩ quản trị học, cho nên ông đã đẩy hình ảnh và ảnh hưởng của võ Thiếu Lâm á ra khắp quốc tế, và làm cho người ta đã học võ Thiếu Lâm rất là nhiều. Thì nói tóm lại là người tu học Phật không nên xem thường sức khỏe, nhưng mà cũng không nên đã quá chú trọng thân thể ở mức độ mà Đức Phật dạy là trung đạo. Tại vì sức khỏe mà nó quá dư thừa đó thì thường nó khởi dậy những cái ham muốn về cơ thể. Sức khỏe mà quá kiệt sức ấy, thì dẫn đến tình trạng mệt mỏi, không có thoải mái trong việc tu học. Cho Đức Phật chủ trương trung đạo thôi. Mỗi ngày đi thiền hành, thực tập chánh niệm trong thiền thọ, theo dõi hơi thở ra vào, chừng đó thôi đó đã có giá trị trị liệu sức khỏe khá tốt rồi. Cho nên các Phật tử cũng nên thực tập đi thiền hành, lại Phật, và phối hợp với một số phương pháp thể dục thích hợp để giúp cho sức khỏe được tốt, và điều đó sẽ mang lại giá trị tốt cho việc tu học và làm Phật sự nói chung. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa cùng Đại Đức Tăng Ni. Dạ, con có một câu hỏi như thế này. Xin ký Thầy cho có thể hướng dẫn cho chúng con là cái phương pháp, là cái chuyển hóa cái tính dục của chúng con. Và cái thứ hai cho con hỏi nữa là khi mà chúng con, nếu mà một cư sĩ tại gia thì chúng con có cơ hội và khả năng để giải thoát được cái sanh tử hay không? Dạ, con xin cảm ơn quý Thầy ạ. Bản năng tính dục đó thuộc về thói quen của người phàm và các loài động vật nói chung. Tính dục chịu ảnh hưởng của gen di truyền khá mạnh, ảnh hưởng bởi nhóm máu và lối sống, cũng như là cách thức ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Những người nặng về tính dục đó, nhu cầu đòi hỏi thỏa mãn nó là rất cao. Nếu không làm việc đó đó thì nó có những cái sự bức bách và khó chịu. Tháng 4 2017, truyền thông Việt Nam lần lượt đưa tin nữ doanh nhân giàu có thuộc hàng bậc nhất nhì của Thái Lan tên là Lina tuyển chồng thứ 12, nhỏ hơn 30 tuổi, và điều kiện đó ngoài chiều cao, thể lực, cơ thể 6 múi thì phải có đủ năng lực đó là phục vụ cho bà 28 lần một ngày. Thì tôi đoán rằng là hoặc là báo chí cường điệu, hoặc là bà ấy tự cường điệu thôi. Thế trong sự tự do về truyền thông đó, người ta thích phê bài về chính mình và muốn cho người khác biết về mình. Trong sự tu học đó, khi mình nhận diện ra là
trong cơ thể mình á, nhu cầu về thỏa mãn tính dục cao, thì người tại gia đó phải có cách để khắc phục đó nhằm giữ hạnh phúc gia đình theo tinh thần Phật dạy một vợ một chồng. Để làm việc đó thì người tại gia nên học hỏi các kỹ năng mà Đức Phật đã hướng dẫn cho người xuất gia. Vì rất nhiều người xuất gia sau khi tu được 1/4, rồi 1/3, 1/2, rồi 3/4 đoạn đường, cảm thấy nhu cầu đó cao quá, vượt qua không được, xin phép hoàn tục trở về đời sống tại gia. Đó là sự thất bại trong việc chuyển hóa năng lượng mang tính bản năng này. Thì các kỹ năng sau đây được Đức Phật hướng dẫn và các tu sĩ xuất gia theo Phật đó cần phải thực tập. Nên người tại gia nên bắt chước để hài lòng và biết đủ đối với vợ chồng hợp pháp của mình, và hài lòng biết đủ với sự hưởng thụ mà mình đang có. Ví dụ nhu cầu mình quá cao, người bạn đời còn lại đó thì lại không có đủ sức để mà đáp ứng đó, thì mình nên tập hài lòng để mình không có tạo ra cái bức bách của bản thân. Điều 1, thực tập ăn chay trường. Vì trong thực phẩm chay đó ít tạo ra các cái phản ứng hóc môn tính dục, như là ăn thịt cá đỏ, nhất là ăn thịt bò, rồi thịt dê và một số loại cá đó mà cái vảy của nó có màu sắc sặc sỡ, thì nó tạo ra cái phản ứng tính dục rất là lớn. Và khi mà một ngày mình ăn 3 lần thực phẩm mặn với những loại nêu trên đó, thì năng lượng đó nó được tạo ra một cách rất là tự nhiên và dư thừa, thì tự động đó, nó tạo ra cái sự đòi hỏi. Cho nên các tổ Trung Quốc đó, sáng tạo khi yêu cầu người xuất gia đó ngoài ăn chay trường rồi còn phải đó là từ bỏ hành hẹ tỏi nén hương cừ, vì năm loại thực vật này đó là thực đơn của thần tình ái, nó có cái khả năng chế tác ra hóc môn tính dục cao, không thua kém gì các loại thực phẩm mặn. Thế thì giảm thiểu việc tiêu thụ các loại thực phẩm mà nó tạo ra phản tính dục đó, đã làm cho chúng ta là bớt phải đối phó với cái năng lượng bị dư thừa đó. Điều 2, việc thực tập đi kinh hành thông qua phương pháp khắc thực, và mỗi ngày chỉ ăn có 1 cử thôi. Vào thời Phật, còn thời này thì ăn 3 cử, thì mỗi cử mình ăn 1 chén thôi, thêm một số thực phẩm vừa phải, thì năng lượng calorie đó không bị dư thừa. Mà dư thừa thì nó dễ đòi hỏi về tính dục lắm. Cho nên ăn vừa phải. Và nhớ nghiên cứu phương pháp mà ăn calorie của Nhật Bản, tức là không ăn dư thừa. Thì lúc đó các cái yêu cầu đòi hỏi mang tính bản năng đó sẽ không vượt quá cái mức mà chúng ta có thể chịu đựng được và khắc phục được. Điều 2, khi giao tiếp với người khác giới phái, nam đối với nữ, nữ đối với nam, hoặc là giới tính thứ 3 đối với giới tính thứ 3, thì phản ứng thu hút tính dục nó thường xảy ra. Đức Phật dạy cách là khắc phục nó đó là không tạo điều kiện cho những cái cuộc tiếp xúc đó được diễn ra nếu không thật sự có công việc hữu ích. Và đối với người xuất gia đó là các Phật sự. Thì việc hạn chế này nó làm cho chúng ta không bị kích thích, không bị tác động ngoại duyên. Khi có cơ hội tiếp xúc vì công việc hữu ích và Phật sự đó, chỉ dừng lại ở đơn thuần công việc, và xem người nói kết công việc của mình đó, chỉ đơn thuần là một con người, chứ không phải là con người giới tính nam, giới tính nữ hay là giới tính thứ 3. Vì quan niệm về khác giới tính sẽ làm cho chúng ta dễ bị thu hút giới tính.
Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi đó là âm thanh của người nam là thực phẩm của người nữ, âm thanh của người nữ là thực phẩm của người nam, hình dáng, điệu bộ, rồi tướng đi, lối sống của người nam là thực phẩm của người nữ và ngược lại. Tức là sự thu hút đó đó nó mang tính bản năng nè, không cần phải giáo dục thì tự động con người nó có những cái sự thu hút đó. Và việc tu tập là phải làm chủ, tức là không tạo cơ hội quan niệm giới tính xảy ra để chúng ta không bị thu hút giới tính ở trong tâm. Điều ba, quán huyết thống, xem tất cả những người nam đều là bà con lớn hơn 40, xem như là ông, lớn hơn 20, xem như cha, nhỏ hơn 20, xem như con, nhỏ hơn 40, xem như cháu, lớn hơn vài tuổi, xem như anh chị, nhỏ hơn vài tuổi, xem như là em ruột mình. Từ khi mình khởi cái thu hút giới tính với những người đó, thì xem họ là người thân của mình về huyết thống, để bằng cái lý trí và nhận thức chánh niệm này đó, chúng ta không tiếp tục là thúc đẩy cái sự thu hút đó và không chạy theo cái sự thu hút đó, và biết dừng lại kịp thời. Thứ tư, không cung ứng các loại thực phẩm tạo ra nhu cầu tính dục. Thì thực phẩm mặn là một chế tác về năng lực tính dục. Việc thỏa mãn các loại giải trí qua phương tiện nghe và nhìn, nó cũng tạo ra các cái thu hút và tính dục. Cho nên tuyệt đối không xem các loại phim ảnh đồi trụy, không nghe các loại nhạc trữ tình theo kiểu là nó làm cho mình là bị chìm sâu trong cảm xúc. Hạn chế tối đa không nghe các loại nhạc rên rỉ thất tình, thì tự động là chúng ta không có bị kích thích về những phương diện hưởng thụ này. Và thay thế cái nhu cầu hưởng thụ của mắt đó bằng việc xem kinh sách, đọc những tác phẩm học làm người, để thay đổi đối tượng nhận thức ở tâm. Hoặc là quý vị lúc nào mà bị bức thúc quá đó thì tập thể dục, thì cái năng lượng calori đang bị dư thừa đó, nó sẽ được tiêu hao qua sự vận động của toàn thân, chứ đừng có đáp ứng nó. Vì đáp ứng nó sẽ tạo thành thói quen, và thói quen nào cũng tạo ra sự ràng buộc và trói buộc. Đến lúc nào đó mình mất đi cái sự khống chế đó, nên mình phải đáp ứng theo sự thỏa mãn của nó. Những người đàn ông hiếp dâm con cháu mình, hoặc là những người đàn ông có những cái chứng bệnh ấu dâm, tức là thích thỏa mãn tính dục với trẻ thơ, một mặt là có những cái bất thường về tâm lý hưởng thụ, mặt khác đó phần lớn họ là những người thích thưởng thức hoặc nghe hoặc nhìn hoặc cả hai các loại phim ảnh mang tính là kích thích, mà bản chất của nó là dẫn đến sự hủy hoại về lối sống. Cho nên những kẻ mà thích xem những loại phim ấu dâm đó thì dễ bị phạm tội ấu dâm, cưỡng bức tình dục vân vân, hiếp dâm vân vân, rất là khó vượt qua, và phải nỗ lực xa lánh việc cung ứng các loại thực phẩm xem này. Ngoài ra đó thì trong thực tập đó, thì Đức Phật còn giới thiệu các cấp độ thiền, mà ở cấp độ ban đầu đó được gọi là thiền thứ nhất, thì nội dung của nó là ly dục sinh hỷ lạc. Nhưng mà người Trung Quốc khi dịch đó, họ biết lý do tại sao lại cố tình bỏ đi chữ dục, chứ cái là ly sinh hỷ lạc thôi, nên ngữ nghĩa của đó nó không được rõ ràng. Còn trong ngữ cảnh Pali đó, Đức Phật ghi rất rõ cái đối tượng cần phải xa lìa nó, đó là Kama, K-A-M-A,
nó khác với karma, hai chữ M là nghiệp, còn karma đây là tính dục. Tức là cố gắng là tạo ra cái sự hỷ lạc do vượt qua được cái sự tiêu thụ năng lượng tính dục. Tức là tìm mà giá trị an lạc, hạnh phúc á, là thay thế có giá trị ngang bằng hoặc hấp dẫn hơn tính dục. Như vậy là để vượt qua được năng lượng đó đó, thì nhận thức và các nỗ lực á, có phương pháp á, ở mỗi cá nhân đó được xem là yêu cầu không thể thiếu. Sự cầu nguyện không giải quyết được, sự đè nén lại càng nguy hiểm hơn. Cho nên áp dụng cùng một lúc tất cả những phương pháp và thực tập nêu trên đó, thì người có cái năng lượng tính dục mang tính bẩm sinh đó, sẽ có thể được khắc phục ở trong tầm tay. Còn người nào về phương diện bẩm sinh đó, mà không có tha thiết về sự hưởng thụ đó đó, thì việc thực tập này sẽ giúp cho người đó tiến bộ nhanh hơn trong con đường tâm linh. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất thấy rõ cái tác hại của sự lệ thuộc và nô lệ vào hưởng thụ tính dục. Bài kinh Người Bắt Rắn thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật nói tác hại của việc thỏa mãn năng lực tính dục một cách thiếu chánh niệm đối với người tại gia, và thỏa mãn nó đó dầu có chánh niệm đối với người xuất gia đó được xem đó là sự phá hủy, tức là hạnh phúc mà người đó có thể sở hữu. Cho nên trong rất nhiều kinh đó, Đức Phật khẳng định rất rõ là người xuất gia phải nỗ lực chiến thắng bằng sự chuyển hóa năng lượng tính dục thành lòng từ bi, thì lúc đó người xuất gia sẽ trở thành các bậc thánh sống. Tại gia đó thì vẫn được cho phép và thỏa mãn hưởng thụ tính dục, nhưng đúng người, đúng chỗ, đúng thời điểm, qua quy định của điều đạo đức thứ ba là chung thủy, một vợ một chồng, rồi phối hợp với cái sự hài lòng biết đủ với vợ chồng mình, thì tự động á, tức là người khác giới phái có hấp dẫn hơn, có đẹp đẽ hơn, có giàu có hơn, có đặc biệt hơn đi nữa, thì chúng ta cũng biết là dừng lại kịp thời để không phải vướng kẹt vào các hành vi mà Đức Phật gọi là tà dâm, tức là thực hiện thỏa mãn tính dục á, một cách sai lầm. Còn người xuất gia đó, điều đạo đức thứ ba đó được đổi lại là từ bỏ là hoạt động tính dục, bắt đầu bằng cái tình yêu. Cho nên trong nghi thức truyền giới xuất gia mà ngày hôm qua 200 giới tử được phát nguyện đó, trong đó có điều là kêu gọi quý vị phát nguyện nhận thức rõ năng lực tính dục đó là một cái trở ngại cho con đường tâm linh, cho nên mình từ bỏ nó và sống độc thân nhưng không cô đơn. Tức là làm sao duy trì được yếu tố không cô đơn, tức là tìm những niềm vui khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn để thay thế. Thì bằng cách này đó là người thực tập sẽ làm chủ được, nếu không ở lúc này thì cũng ở lúc khác trong tương lai, và hãy tin rằng là mình có thể làm được việc đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, kính bạch đại chúng, cho con hỏi kinh điển Đại Thừa có phải là do Đức Phật thuyết hay không? Mà nếu Đức Phật thuyết kinh điển Đại Thừa thì tại sao năm sau 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt thì mới có kinh điển Đại Thừa? Như vậy thì mình nên tin vào đâu? Tin vào kinh điển Phật Giáo Nguyên Thủy hay là kinh điển Đại Thừa? Dạ. Đây là câu hỏi nâng cao. Việc trả lời nó rất là tế nhị, vì dễ dẫn đến những ngộ nhận và tạo ra sự chống đối không cần thiết. Để hiểu về vấn đề đó, đó một cách ngắn gọn đó, thì tôi xin nêu ra
cái tình huống mà Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã được hỏi câu hỏi tương tự vào năm 1994. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trả lời như thế này: các nhà nghiên cứu Phật học á, phát hiện ra niên đại của các bản kinh Đại Thừa, xác định rõ đó đâu là kinh do chính Phật nói và đâu là do những người sau biên tập, nó có giá trị tham khảo. Còn tôi đó là một nhà hành đạo Đại Thừa, tôi không quan trọng á kinh này do Phật nói không do Phật nói, mà quan trọng ở chỗ đó, nếu tôi thực tập bài kinh này, tôi được giá trị gì, tôi được lợi ích nào. Và do đó là một nhà truyền bá đạo Phật Đại Thừa đó, tôi tiếp tục truyền bá các học thuyết Đại Thừa. Tôi cho rằng câu trả lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đó, một cách khéo léo phản ánh rằng là Ngài hiểu rất rõ nguồn gốc kinh điển Đại Thừa không do Đức Phật trực tiếp nói, nhưng mà Ngài khẳng định rất rõ đó, giá trị của các kinh điển Đại Thừa đó là không thể bị phủ định. Ít nhất á, nhiều quốc gia với hàng trăm triệu người đã theo trong vòng 20 thế kỷ qua, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ. Và hiện nay đó, hình thái đạo Phật Đại Thừa đó đã được truyền bá ở rất nhiều nước phương Tây. Về niên đại thì các kinh điển Đại Thừa ra đời vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức là khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Và giai đoạn được xem là Đại Thừa có yếu tố tín ngưỡng ấy, thì nó khoảng thế kỷ thứ hai sau Tây lịch, tức là trong khoảng 300 năm. Từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đến thế kỷ thứ hai sau Tây lịch đó, thì rất nhiều các bản kinh Đại Thừa đã lần lượt ra đời. Và nội dung của nó là được xây dựng trên các tư tưởng chính ở trong kinh điển Pali. Có nhiều bản kinh Đại Thừa đọc rất là thú vị, sâu sắc về triết lý, và có phạm vi ứng dụng rất là phong phú trong đời sống thực tiễn. Cho nên tôi cũng mong rằng là các quý Phật tử đó đừng bận tâm về việc đó, là các kinh điển Đại Thừa có phải do Đức Phật nói hay không, mà hãy đó nỗ lực thực tập giá trị của kinh điển Đại Thừa để chúng ta đạt được các lợi ích ở trong đời. Còn việc truy tìm nguyên nhân ra đời của các bản kinh, thời điểm ra đời của các bản kinh, mục đích ra đời của các bản kinh, bối cảnh tương tác về chính trị và tôn giáo theo đó các bản kinh này ra đời đó, không phải là chuyện khó lắm. Văn bản học giúp cho chúng ta có thể mổ xẻ được các vấn đề đó một cách dễ dàng. Vì dĩ nhiên là đòi hỏi đến tính chuyên môn, cho nên nó thuộc một lĩnh vực chỉ dành riêng cho các nhà nghiên cứu thôi. Còn là các Phật tử thực tập ấy, thì tôi cũng rất là cẩn trọng. Như nãy hỏi đến Phẩm Phổ Môn đó, thì tôi cũng xác định rõ là nó được biên tập sau mấy trăm năm so với 25 phẩm đầu. Và tôi cũng không có nói rằng là nó không do Phật nói. Và khích là quý vị hãy nương tựa vào các cái triết lý cao siêu ở trong Phẩm Phổ Môn, như là ngũ quán, ngũ âm, là thí vô sở úy, rồi 32 ứng thân trong nhập thế độ sinh, rồi triết lý quán tự tại, để chúng ta tìm các giá trị lệ lạc và tôn trọng nhân quả để mình khỏi phải bị thất vọng để những ước muốn cầu nguyện đơn thuần á mà không mang lại kết quả trong đời. Mặc dầu tôi đã rất khéo như thế đó, mà vẫn bị tấn công rất nhiều. Người ta nói rằng là tôi đã phá kinh điển Đại Thừa, tấn công kinh điển Đại Thừa, rồi tấn công Tịnh Độ Tông. Thực tế là tôi không có tấn công, vì tôi xuất thân từ Đại Thừa mà. Tôi cố gắng lý giải một cách theo cái hiểu biết của tôi, để mọi người đã nương tựa vào những lời dạy chính của Đức Phật trên nền tảng của nhân quả, để việc thực tập
và thực hành đó của người tu học đó có được kết quả bây giờ và tại đây thôi. Còn các hình thái nào nó thiên về mê tín dị đoan, dẫn đến nhiều cái hứa hẹn ảo đó, thì tôi thường mổ xẻ để nhắc nhở người tu học đó, làm thế nào để tinh tấn nhiều hơn, tỉnh thức nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn, để thực tập đó có kết quả nhanh hơn và bền vững hơn thôi, chứ hoàn toàn không có đả phá. Những trường hợp đó tôi sợ lắm.
Là vì nó có hai cái lý do chính. Lý do thứ nhất là khi mình bị bế tắc ở trong hôn nhân đó, thì sự xuất ly đó là một cái nhu cầu. Cho nên khi là một Phật tử có tu học, có tham dự khóa tu đó, thì cái con đường thoát ly đó là thường quyết định là đi tu. Đang khi trách nhiệm làm mẹ trong một gia đình là chưa hoàn tất được, mấy đứa con có vài ba tuổi bỏ đi tu đó, thì người cha không thể nuôi con một cách chu đáo được. Và đây là điều mà chúng ta không thể cố định. Gỡ con cái cho bà ngoại hay bà nội đó thì cũng không bằng đó là chính người mẹ này tự nuôi. Trong những trường hợp đó, tôi khuyên là hãy chờ con cái đó đến tuổi 18. Và theo luật định đó là tuổi trưởng thành. Thì việc những người mẹ có con thơ đó muốn phát triển xuất gia đến lúc đó, lý tưởng xuất gia vẫn còn đó, thì đi vẫn chưa muộn, có nghĩa là chậm lại khoảng 10 năm. Lý do thứ hai đó là khi mà bị đối diện trước nỗi khổ niềm đau nhiều, người ta muốn thoát ly đó, thì cái động cơ xuất gia đó nó không mạnh, nó không bắt buộc từ lý tưởng. Trong các kinh, đặc biệt là kinh Tạng Pali đó mà tôi có cơ hội đọc đó, thì Đức Phật thường mô tả cái động cơ xuất gia chân chính của một vị chân tu đó là thấy rõ sanh già bệnh chết nó đang cuốn hút mình, và lý tưởng giác ngộ đó nó đang thôi thúc mình. Cho nên người đó đang rất thành công, rất hạnh phúc, rất đủ đầy, lại chối bỏ cơ hội tiếp tục hưởng thụ đó để tìm kiếm con đường giải quyết mọi khổ niềm đau cho mình và cho tha nhân. Còn trong bế tắc quá đó, mình muốn thoát ly đó, thì cái đó nó chỉ là cái sở thích nhất thời thôi, và có thể là một trong những sự chọn lựa chứ không phải là lý tưởng. Nên là để tu có được kết quả tốt đó, nên bắt buộc từ lý tưởng cao quý. Theo luật định đó, thì thời Đức Phật và những quy định trong giới tỳ khưu và tỳ khưu ni đó thì không giới hạn tuổi tối đa. Vị tu sĩ cuối cùng được Phật độ là ông Phục Đà, lúc đó đã 80 tuổi rồi, vẫn được ngài cho phép trở thành người xuất gia. Ở chùa Giác Ngộ này đó, thời của sư phụ tôi thì cũng có một vị 70 tuổi ngoài đã có cháu cố rồi đi tu, và tôi thấy rất rõ là nó có những cái khó khăn khi tôi ở cùng kế cái giường trong cùng một cái phòng với vị xuất gia già đó. Thì những thói quen cũ khi còn ngoài đời nó nhiều lắm. Nên khi đi tu rồi đó, nỗ lực để vượt qua thói quen đó không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên sau một thời gian là dễ phát sinh các loại phiền não trong mắt, và việc tu đó chỉ là cho bản thân thôi, chứ còn khó có cơ hội để học Phật học đến đến chốn, khó có cơ hội để làm các Phật sự một cách là hiệu quả như là những người ở tuổi thanh xuân độc thân. So sánh với truyền thống tâm linh của thiền sư Nhất Hạnh đó, áp dụng tại các từ viện thuộc làng Mai, thiền sư Nhất Hạnh chỉ tuyển dụng người xuất gia dưới 35 tuổi thôi, tức là tuổi tráng niên trở xuống, tuổi thanh niên chứ. Còn tráng niên tức là 36 cho đến 55 á, và không nhận. Thì với cái sức trẻ của tăng và ni dưới từ 35 á, chỉ cần đào tạo vài ba năm thôi là có thể làm đạo được, thì vì đó sẽ còn lại ít nhất là 2/3 cuộc đời để phụng sự nhân sinh. Giờ ngẫm lại thì tôi thấy chủ trương đó là rất hữu lý. Các đệ tử của thầy sư Nhất Hạnh đó là rất trẻ trung, người Việt Nam hay là người phương Tây thì xuất gia cũng đều ở cái tầm lứa tuổi đó, cho nên họ làm các Phật sự rất hiệu quả. Còn với các kiến thức thế học mà họ có đó, thì việc tu học có tiến bộ nhiều hơn. Do đó
những người nào có lý tưởng xuất gia đang là độc thân đó, thì đừng đánh mất cơ hội bằng sự do dự. Là xuất gia càng sớm càng tốt, có năng lực nhiều, có đạo đức nhiều, có tâm phục sự nhiều mà không đi tu là quá uổng phí. Vì Phật giáo càng càng nhiều càng tốt, những đối tượng có năng lực đặc biệt như vừa đêm để trở thành những ngôi sao chói sáng ở trong đạo Phật. Và những người đã lỡ có gia đình thì cũng phải có trách nhiệm với con cái của mình, mặc dầu là Đức Phật vẫn cho phép khi hôn nhân đó đã ly dị hợp pháp, đường ai để đi thì người còn lại được quyền đi xuất gia. Rồi việc dàn xếp nuôi nấng rồi trợ cấp cho con cái khi mình đã đi tu rồi là gặp rất khó khăn. Và khi mà mình đã hoàn thành cái trách nhiệm cha mẹ đối với con ở tuổi tối thiểu như là 16 đối với phương Tây, 18 đối với Việt Nam, thì lúc đó mới bị chỉ chậm đi khoảng 10 năm thôi. Thì việc đi xuất gia nó không phải là quá muộn. Còn ở tuổi lớn đó, thì người đi tu đó, bạn được cho phép, nhưng không có gì là quá khó. Còn bệnh đó, nó thuộc về quy luật rồi, sanh, già, bệnh, chết. Có một số người bệnh do chứng bệnh đặc, có một số người bệnh do quá lo lắng, có một số người bệnh là do tưởng, có một số người bệnh là do là sự nghiệp tạo đạo thôi. Thì coi xem là mình thuộc cái dạng nào. Đâu có ai mà chết khỏi bệnh, Đức Phật cũng bệnh mà, và Đức Phật chết vì bệnh. Do đó bệnh không phải là lý do chính. Thì cứ phát tâm đi xuất gia ở chỗ nào thấy thích hợp và được tiếp nhận, đến lúc bệnh quá các bạn đồng tu không thể giúp đỡ chăm sóc mình, thì mình có thể trở về nhà để nhờ người thân giúp đỡ. Cái hạn như mẹ tôi đó, khi xuất gia ở Thần Chiếu được vài năm thì bắt đầu cảm bệnh. Lúc đó bà đã gần 80 rồi. Thì cách tốt nhất là tôi và thầy Phổ Giác cùng sắp xếp đó là đưa bà về nhà của em gái tôi ở Thủ Đức để cho hai vợ chồng và chăm sóc. Lúc đó có thêm thầy Minh Quyên hỗ trợ. Thì xuất gia trong trường hợp của mẹ tôi đó được xem là gieo duyên ha, tức là ở cuối đời việc tiếp nhận Phật pháp là gần như là mất khả năng rồi, chỉ niệm Phật thôi, nghe cũng không vô nổi vì từ nhỏ đến lớn không có học, nghe không có tiếp thu được, nghe cho nó nhẹ cái lỗ tai, nhẹ cái đầu rồi thôi, chứ nhớ không được bao nhiêu chữ. Tôi trong trường hợp này chỉ là chánh niệm thôi. Thì đó tôi gọi là xuất gia gieo duyên đúng nghĩa. Thì ở cuối đời xuất gia đó, thì sau khi chết đó, tái sinh đó, cái hạt giống xuất gia nó sẽ trở nên là mạnh. Và vài năm sau ở tuổi ấu thơ là những người mà chết trong tư thế xuất gia nó sẽ có thể tiếp tục trở thành người xuất gia trước sau. Nói tóm lại đó, tôi kêu gọi các bạn thanh niên hoặc là tráng niên có nhiều tâm huyết với Phật pháp, có nhiều năng lực đó, thì nên hy sinh cái cơ hội hưởng thụ của bản thân mình để đi tu và góp phần phát triển Phật giáo và phụng sự cuộc đời. Còn những người không có nhiều năng lực đặc biệt thì việc đi tu á cũng ở mức độ bằng bình thôi, thì đi tu cũng được, không đi tu cũng không sao. Ở nhà quý vị làm cư sĩ đóng góp cho Phật giáo, tham gia các Phật sự thì cũng tốt rồi. Nó tùy theo cái sở trường, đánh giá cái sở trường đúng thì chúng ta sẽ chọn lựa được một con đường rất là tốt. Còn mình không đóng góp được nhưng mà mình vẫn là người tu tốt thì xuất gia cũng được, thì đó là lý tưởng mà không thể ngăn chặn nó được, hãy để cho nó phát triển một cách tự. Cho nên cố gắng là vượt qua những yếu kém về sức khỏe, những cái khó khăn về hoàn cảnh sống để lý tưởng xuất gia đó quý vị đã được thành tựu. Hồi sáng này tôi cũng đã một lần nói, hôm qua tôi cũng đã nói 160 người xuất gia như đợt trước không có người nào xuất gia thật hết trơn.
và đợt này là 210, tôi chỉ kỳ vọng 2% thôi, tức là được 4 người xuất gia để xem là ai là một trong 4 người đó nha. Và nếu quý vị có đi xuất gia sau cái khóa tu dân duyên này, dù là ở chùa khác, cũng nên cho thầy Nhật Tự biết để làm cái tổng kết cái hiệu quả 2% theo lời kêu gọi có được thành tựu hay không. Đức Phật chế lập giới này đó để giúp cho người tại gia được xuất gia trong 24 giờ đồng hồ. Và mục đích của khóa xuất gia Bát Quan Trai Giới đó là nhằm nuôi dưỡng và tìm kiếm các tiềm năng xuất gia thật. Và khi mình trải nghiệm được một ngày xuất gia và làm nhiều lần trong một năm, thì tự động các hạt giống ở người tại gia đó bắt đầu tăng trưởng thì cái tố chất xuất gia. Và khi được nuôi dưỡng theo cái truyền thống này đó, thì người đó sẽ có thể quyết định trở thành người xuất gia thật. Từ nghi thức xuất gia 24 giờ qua Bát Quan Trai Giới đó, mà Phật giáo Trung Quốc đó lập ra xuất gia đoạn kỳ, thường nó là 3 tháng trong bộ ảnh cư. Rồi Phật giáo Nam truyền đó cũng có cái nghi thức là xuất gia ngắn hạn, bây giờ được xem là xuất gia báo hiếu, xuất gia rèn luyện đạo đức, xuất gia nhân duyên. Thì mỗi người đều có cái động cơ khác nhau. Về đối tượng đó, Bát Quan Trai Giới hay bất kỳ loại giới phẩm nào, từ đại gia ngũ giới, rồi tập sự xuất gia Bát Quan Trai Giới, sa di, sa di ni, mười giới, tỳ khu, tỳ khô ni, tức là mấy trăm giới, đều không hề có phân biệt pháp môn. Vì thầy Đức Phật chỉ có một pháp môn duy nhất là tứ thánh đế thôi. Tức là ai tu theo pháp môn nào đó cũng được quyền tiếp nhận giới pháp giống nhau. Vì giới pháp đó là để giúp cho mình trở thành người tu 24 giờ. Ngày nay thì các chùa đã tổ chức Bát Quan Trai Giới chỉ còn lại nhiều nhất là 12 giờ thôi, thậm chí không đến rồi. 7 giờ là tiếp nhận giới, 5 giờ xả giới rồi ra về rồi, thì mới được có 10 tiếng đồng hồ. Là cái bản chất của Bát Quan Trai Giới đó là không cần có xả giới. Nếu quý vị tiếp nhận vào lúc 7 giờ sáng của ngày thứ hai thì đến 7 giờ sáng của ngày thứ ba giới đó tự động kết thúc. Và trong suốt 24 giờ đồng hồ đó, nếu quý vị không giữ đúng các điều giới đã thọ được xem là phạm giới, mặc dù quý vị đã thực hiện lễ xả giới vào lúc 5 giờ chiều.
thì các thầy thường phương tiện thiên quá, Đức Phật thì không có làm như thế. Các thầy phương tiện vì sợ là 24 giờ Phật tử tôi không được, cho nên mới mở ra một cái phương tiện 5 giờ cho kết thúc xả giới. Từ năm 2006 đấy, thì lúc đó tôi làm thư ký của ban Hoằng pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi đề xuất mở khóa tu ở tại chùa Phổ Quang. Trưởng ban Hòa Thượng Thích Chí Quảng mà trưởng ban tổ chức, tôi đã đề nghị là nên dùng cái khóa tu một ngày ăn lại thay vì là bắt quan trên giới. Cái quan trên giới là tập sự xuất gia 24 giờ như đã nói, nên chỉ có những người già mới đi thôi. Còn một ngày an lạc đó thì không cần phải trải qua nghi thức tiếp nhận giới, mà đi vào cái sự tĩnh tâm, tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, ngồi thiền để trải nghiệm thánh hơi. Và do đó là thành phần nào, lứa tuổi nào cũng có thể tham gia được. Cho nên nói tóm lại đó là để phát triển Phật giáo đó, thì chúng ta nên mở thêm nhiều khóa tu để đáp ứng cho mọi lứa tuổi, trong đó có tuổi trẻ, còn các sinh hoạt dành cho người lớn tuổi thì đã có dư thừa rồi. Và các chùa cũng nên có cái khóa xuất gia vô duyên để tìm những người xuất gia thật, để trở thành những người kế thừa Phật giáo ở hiện tại và trong tương lai. Việt Nam hiện nay đó, trên toàn quốc đó, chỉ có 42.000 người là tu sĩ thuộc dân tộc Kinh, 10.000 người tu sĩ thuộc dân tộc Khmer, trên tổng số 92 triệu dân đó là quá ít đi. Tức là số lượng người xuất gia ngày càng ít. Trung Quốc có 1.4 triệu người, 1.4 tỷ người, mà toàn nước Trung Quốc chỉ có 80.000 tăng ni thôi. Tính theo tỷ lệ là thua Việt Nam quá xa. Đó là sự khủng hoảng về số lượng tăng ni ở trên toàn cầu. Nhật Bản thì có khoảng gần 50.000 ngôi chùa, trong số đó có 17.000 ngôi chùa không có chủ trì. Thì bây giờ người ta không muốn đi tu nữa. Và thậm chí ở Nhật Bản người ta có truyền thống là tăng, tức là các vị tu sĩ có gia đình. Thì trong số những người con đó, sẽ có một người con nam đi tu để thừa kế làm chủ trì ngôi chùa mà thầy và cha của mình đã xây dựng. Thì bây giờ đó, cái khuynh hướng đó tại Nhật Bản cũng đã bị giảm thiểu. 17.000 ngôi chùa không có người muốn kế thừa, mặc dù các nhà sư đó là có con trai, nhưng con trai không đi tu. Cho nên những người đã thực tập bát quan trai giới, nếu là giới trẻ và thực tập xuất gia vô duyên đó, nên xem xét tiềm năng đi tu của mình. Cái cách để xem xét tiềm năng đó, tôi đề nghị như thế là rất đơn giản. Là thứ nhất, xem là mình thích hợp với đề tu hay là tại gia. Để xác định điều đó thì chỉ cần xem xét mình có lòng vị tha lớn không, có thích sống giản đơn không, thích lặng lẽ không, có chạy theo khoái lạc rồi hưởng thụ không, rồi thích được phụng sự đóng góp cho quảng đại đa số. Nếu còn đây là khó đó, thì tố chất đó giúp cho quý vị trở thành người xuất gia rất thành công. Cho nên dù ở những kiếp trước quý vị chưa từng là người xuất gia, quý vị vẫn có thể xuất gia thành công bằng kiếp này. Và khi mình xác định được rằng là các hạt giống ở người xuất gia của mình nó nhiều, thì việc không đi tu với tư cách xuất gia đó là một sự lỗ lãi cho bản thân và bổ ích cho Phật giáo. Để thu hút giới trẻ đi tu đó, thì các chùa phải có một cái chương trình tu học hấp dẫn, theo nghĩa là có giá trị, để người thực tập cảm thấy là họ dành thời gian đến và họ đạt được những lợi ích. Nên nghi thức tụng niệm phải thuần việt, cái bản kinh phải phong phú,
cách thức làm đạo phải hấp dẫn, thì giới trẻ nó cảm thấy rằng là đây là lý tưởng, cái con đường mà mình cần đi. Nhưng mà thầy Đức Phật đó, chỉ trong một 6 tháng đầu thôi đã có 1,250 đạo sĩ Bà La Môn đó, đã bỏ đạo Bà La Môn trở thành tu sĩ của Đức Phật này. Nên cái sự thu hút nó lớn chưa từng có trong lịch sử, thông qua con đường là tự nguyện chứ không phải là cưỡng bức đổi đạo. Giờ sức thu hút của Đức Phật rất là lớn, nhờ các truyền đạo của ngài ấn tượng. Còn là nay đó, các chùa thì tụng kinh bằng hát Việt, Phật tử chẳng hiểu gì. Phần lớn các kinh hát Việt đó đó thiên đàng về tín ngưỡng, đang khi giới trẻ thì thích mạo hiểm, tính tức là nỗ lực làm để chứng tỏ mình có khả năng. Thì cái cách thức làm đạo này nó không có đáp ứng được cái nhu cầu và cái bản chất của giới trẻ, nên giới trẻ ngày càng suy lưng. Và nếu mình không có mạnh dạn điều chỉnh lại cách thức truyền bá đạo Phật, bây giờ đạo Phật về triết lý là số bọt, thì chúng ta sẽ mất dần số lượng tu sĩ Phật giáo trong tương lai. Khi các thế hệ tu sĩ già qua đời vì bệnh, thì cái thế hệ kế tiếp đi xuất gia ngày càng ít hơn. Đến lúc đầu đó chúng ta bị khủng hoảng toàn diện về số lượng tu sĩ. Lúc đó là đạo Phật sẽ bị suy thoái rất mạnh và khó có cơ hội tái phục hồi. Điều này đang xảy ra với Thiên Chúa giáo cách đây đã 2 thập niên rồi. Người dân da trắng ở châu Mỹ, châu Úc gần như không muốn làm linh mục nữa. Bây giờ ở 2 châu lục đó người ta phải tuyển dụng các linh mục ở châu Á và châu Phi, là một nhóm là linh mục da đen, nhóm còn lại là linh mục da màu, để đảm trách các nhà thờ ở tại phương Tây. Và dĩ nhiên nó vẫn có những rào cản về cú sức văn hóa. Những người da trắng khi mà nghe các linh mục da đen giảng thì đôi lúc họ cũng có cái gì đó nó làm cho họ không cảm thấy là thân thiết được. Hoặc là những cái ông Tây đó cao ráo và tiếp xúc với các linh mục châu Á nhỏ con đó, thì họ cũng không cảm thấy là bội phục 100% nào. Đó là cái sự suy thoái mà Thiên Chúa giáo đang đối diện. Và Phật giáo chúng ta nếu không kéo cũng rơi vào cái sự suy thoái tương tự thôi. Và đăng ký ở bên Thiên Chúa giáo là bởi vì cái bản chất triết lý trong Kinh Thánh ít, cho nên đó, sự thu hút là rất khó. Còn đạo Phật chúng ta là minh triết, sự thu hút rất là mạnh về triết lý, nhưng cách làm đạo của tu sĩ không hiệu quả. Cho nên người Phật tử là như là đánh mất sự đam mê trở thành tu sĩ. Cái đó tôi tạm gọi là giác ngộ lý tưởng đó. Cái thời mà người thanh niên Việt Nam sẵn sàng tiến tới phía trước, chấp nhận cái sự hy sinh bỏ mạng sống để nuôi ý tưởng là mang lại độc lập chủ quyền của dân tộc. Bây giờ trong thế hệ thanh niên mới của Việt Nam, chúng ta thấy là mất dần ý tưởng này. Ý tưởng đó hầu như không có nữa. Họ bị mất phương hướng trong đời sống. Và các Phật tử tại gia nếu không được sự chăm sóc bằng sự tập tập tốt đó, cũng mất cái phương hướng đó. Để vì người xuất gia được phát xuất từ tại gia, và tại gia mình không có là lý tưởng đi chùa, thì làm sao có lý tưởng xuất gia? Đi chùa mình cũng không đi, làm sao có xuất gia được? Thì nói tóm lại đó, tôi nói hơi dài rộng về vấn đề này để kêu gọi các vị pháp tâm xuất gia gieo duyên đó, đừng có nghĩ đơn giản là kiếp này tôi chỉ cần có 7 ngày xuất gia là kiếp sau tôi trở thành người tu. Cái đó không có gì là chắc chắn. Kiếp này mình đã làm thầy tu thử 7 ngày thì cái cơ hội làm thầy tu thật rất là dễ, và mình bỏ thoát ra khỏi tầm tay thì đừng có mong kiếp sau được đi chứ mà. Bây giờ xin kết thúc tại đây, để chúc tất cả được an lành và hạnh phúc.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.